cho thẻ vô. Nhập mật khẩu. Và sẽ chọn cái lựa chọn là deposit, tức là bỏ tiền vào trong ngân hàng. Chọn tài khoản. Chọn loại cho deposit là tiền, là cash deposit. Thì nó nói là please insert your cash, you can insert up to 75 USD. This time, có nghĩa là tại một thời điểm thì cái máy này nó có thể nhận được 75 cái tờ tiền. Mình sẽ cho hết tiền vào. Bây giờ đang phân loại tiền. Đấy thì nó đã nhận ra được là đã có 15 tờ tiền được đưa vào máy. Cái tài khoản là Flywe, nó nhận được từng loại tiền, ví dụ loại 1 đô là có 12 tờ, 5 đô là có 2 tờ, 1 đô, 20 đô là có 1 tờ, tổng tất cả là 42. Và nếu mà muốn bỏ thêm tiền vô thì có thể chọn là Add Cash, Insert không cần nạp thêm nữa nên là sẽ chọn là Continue. Hiện đây là We are processing your transaction. Đây có cái hình ảnh mình có thể deposit tiền được từ check, có nghĩa là mình có cái tờ check. Khi mà công ty trả lương chẳng hạn thì mình có thể chụp ảnh và sau đó mình dùng cái app của họ trên điện thoại mình chụp ảnh lại và mình có thể deposit được ngay từ điện thoại của mình và chỉ mất một ngày thì tiền vô tài khoản thôi. Thì sau khi mà đã deposit tiền rồi thì sẽ có những cái lựa chọn như là có thể deposit check chẳng hạn, có thể deposit ở đây luôn, deposit cash hoặc là complete deposit, có nghĩa là xong rồi thì sẽ chọn là complete deposit. Zetech sẽ chọn cái này. Thì cái việc deposit tiền đã xong. Sau đó thì mình có các cái lựa chọn, ví dụ như là phần hóa đơn thì có thể là gửi email, in cái hóa đơn đang ngay tại cái máy ở đây, không cần hóa đơn, hoặc là vừa in vừa gửi email. Thì EasyTech sẽ chọn là in ra, print only. Thì cái hóa đơn nó sẽ được in ra. Và bên này nói là cái việc deposit đã thành công, cái số tiền mình đã deposit vào là 42 là 42 đô. Có thể ấn kết rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.